Chào anh em nha, giới thiệu với anh em cây Martina. Cây này là NMC88CCE nha anh em. Mình thanh lý một cây đàn đẹp, rất là đẹp luôn, giá cũng đẹp luôn. Cây này bình thường là giá thị trường khoảng tầm 10 triệu nha, khoảng tầm 10 triệu, hơn 10 triệu gì đó. Mình để tên trên màn hình cho anh em tham khảo. Thì mình đang thanh lý cây này giá 7 triệu 800 ngàn nha anh em. 7 triệu 800 ngàn, không một lỗi gì luôn nha anh em. Đàn đẹp như cây bông. Đây, mình quay cho anh em coi xa nha. Nè, AQ Fitman xịn nha anh em, Fitman xịn, hàng chính hãng nha. Đây, lưng nó nè, đẹp hoàn hảo nha. Mình quay bằng điện thoại nha anh em. Đó, anh em thấy cái điện thoại không? Đó, có nhiều anh em hỏi sao thấy em quay đàn nghe đánh tiếng nghe hay quá vậy, hay luôn. Quay bằng máy gì hay vậy? Nó quay điện thoại à? Quay điện thoại mà. Nhà đâu có điều kiện đâu mua máy quay quay. Đây, đó, mình quay nhiều khi anh em ngồi anh em nghe hết tiếng xe cổ đó chạy ngoài đường, gần ngay đường đây nè. Xe cộ chạy hàng ngày mà bấm còi anh nổi gì đó. Đây anh em coi nha, khóa đẹp nè anh em, khóa xịn nha, khóa chính hãng đó, đẹp ngon lành nha anh em. Rồi mình sẽ quay gần rồi mình test cần phím cho anh em nghe nha. Đây anh em ơi, top này solid nha anh em. Top này là solid nha, lưng hông là cẩm nha. Mình quay cái top cho anh em trước, top rất là đẹp nha anh em, top rất là đẹp. Cái sớ gỗ rất là đều nha, đều đẹp luôn. Ok, cần phím thì mượt nha, action chuẩn lắm nha anh em, action rất là ok. Khóa thì xịn ơi là xịn luôn đó. Đây anh em nhìn thấy không, cái lưng nữa không, chẩm mà ra cái vân đen như vậy là anh em biết gỗ nó già đó. Gỗ già rất đẹp, AQ này Fitman xịn nha anh em. Đây Fitman xịn, anh em nhìn thấy AQ đó là thấy nó xịn sò rồi. Cái đàn cực kỳ là đẹp nè, gót nha, nguyên vẹn hết nha anh em, đàn hoàn hảo nha anh em. Đàn mình bán giá rất là rẻ, chỉ có 7 triệu 800 ngàn thôi, keng xà beng luôn. Mình sẽ đánh hợp âm nha, mình rải hợp âm. Đo cho anh em coi cái cần ở trước chứ. Đây action thì rất là ok luôn nha, thấp hơn cái chuẩn nha anh em. Đây nè, dây 1 nè anh em thấy không, thấp hơn chuẩn, dây 6 cũng vậy nha. Rất là ok. Bây giờ mình test các ngăn cho anh em nghe. Rồi ok nha. Mình test hợp âm nha anh em, mình đánh vài hợp âm anh em nghe cảm nhận cái âm thanh nó, mình rải đều rải nhẹ nha. Bật cái nút chỉnh dây trên đây luôn nhé. Cái tiếng nó cực kỳ nổ ra luôn nha anh em. Nó cái lực đó, cái lực của cái tiếng nó mạnh lắm. Cái cấu hình nó cao anh em, top nó solid nè, lưng thông cảm. Anh em tham khảo cái giá nó, anh em sẽ thấy giá nó toàn tầm chục triệu không à. Mình thanh lý rất là rẻ nha anh em, chỉ có 7 triệu 800 ngàn thôi nha. Đàn mình bảo hành đầy đủ 1 năm nha. Đàn nó có ti chỉnh cần nha. Hôm bữa có anh kia anh mua cái này, anh hỏi mình có ti chỉnh cần không, sao nhìn không thấy. Nhìn trong đây không thấy, thật ra cái ti nó nằm bên trong nha anh em, cái ti nó nằm lòn qua lớp gỗ bên này mới thấy cái ti nó nằm bên trong này nha anh em. Ti nó có ti chỉnh đầy đủ nha. Anh em nghe thấy cái lực của tiếng không, lực tiếng nó rất tốt nha. Bây giờ mình sẽ test EQ nó nha, cho nó ra amply cho anh em coi. Cái dòng này tiếng nó ra EQ ra amply tiếng nó ok lắm. Đó là Fitman xịn nè. Cho nên cái đó
này quyền cực kỳ hay, ấm tiếng. Anh em nghe thấy không? Đây. Đây. Mình rải thử khi nó ra âm ly cho anh em nghe nha. Tình trạng tiếng lớn tiếng nhỏ đâu nha anh em, mấy cái đàn cao cấp mà hàng xịn mà, thấy không, tiếng ra đều sạch và rất là ấm nha. Cây này vừa hay à, ngoại hình vừa đẹp nữa nha anh em, nó rất là tiện lợi luôn à, cần nó cũng gọn nhẹ nè anh em, phím dán số 7 nè anh em, dán số 7 nha, cây đàn rất là ok luôn. Anh em chơi lâu dài nha, chọn cây đàn giống như vậy chơi là lâu lâu mới có một cây nha anh em, lâu lâu mình mới có một cây này thôi chứ không phải là lúc nào cũng có những cây rẻ đâu, mấy cây này cả chục triệu không à, lâu lâu mình mua được mấy cây hàng rẻ mình bán cho anh em thôi, chứ bình thường là giá nó cao lắm nha, giá cây này bình thường phải chục triệu nha anh em, chỉ có một cây thôi nha, một cây này là giá 7.800.000 thôi. Đàn mình bảo hành một năm bình thường nha anh em, cam kết là anh em đàn nguyên zin ngon lành 100% luôn nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên màn hình cũng có nha. Cảm ơn anh em nhiều nha.